又一极端，不要求命运，含笑推辞，所有怜悯，还存一道气。人在生，今天那苦那恨，逼你令你抬头发奋。人穷但足智无穷，让满口鲜血直吞。人前决不可示弱，有泪要忍，请你归去吧。无数咒诗不必记于心，无数伤痕他照落印。Anh Tư, anh có đoán thường lực lượng của Tăng Tiểu Bằng không? Chỉ có tên Tăng Tiểu Bằng này cũng đáng giá không ít đâu. Tên đã bàn với các cổ phần của ngân hàng Diễn Quân rồi. Bây giờ không có chịu bỏ tiền ra giúp nó. Vậy nó sẽ lấy lại số tiền nó cho mình chứ không? Vậy chuyện ký giấy vay tiền không cần lo lắng như vậy, tới hàng thì trả nó thôi. Tăng Trưởng Bệnh lần đó có mày chịu nộp không? Tôi hy vọng các người có thể đồng tâm hợp lực tập trung tiền bạc để ứng phó chuyện này. Tại sao không chuẩn bị đầy đủ tiền để ứng phó sự hỗn loạn này? Sự hỗn loạn lần này tới một cách đột ngột ngoài sự dự đoán của tôi. Chính là ông đúng sai lầm khiến cho chúng ta đều bị tổn thất. Ông Bình à, để muốn biết là số tiền này chúng ta bầu tới chừng nào mày hết chưa?
cũng không biết tới chừng nào nữa. Ông Bình, tôi không bỏ tiền ra nữa, tôi xin rút lui. Ông có mâm thứ như vậy, tôi có phần của tôi nhường lại cho ông hết. Bây giờ tôi không có rảnh. Nếu có chuyện gì, nói với luật sư của tôi đi. Chúng ta về. Về. Vậy đi. Xin lỗi nha, là lỗi tại tôi. Không liên quan tới cậu. Tôi biết là do chính độ tư phát hoài. Gặp khó khăn cách mấy tôi cũng phải đi. Không ai có thể ngăn cản tôi. Chứ mày nói cho tao biết đi. Bên này tao chính thấy tình hình hỗn loạn của ngân hàng, mày nghĩ mày thấy mày cũng sẽ sợ luôn. Nghe giáo sư nghe nói ngân hàng đủ từng chu chuyển, nếu như mày không có tiền cho người ta nữa, ngân hàng sẽ đóng cửa luôn. Tao nghĩ ba tao nhất định không chịu nổi sự đả kích này. Sợ cũng là vô dụng, tụi mình nhất định phải giúp ổng. Tụi mình làm sao giúp ổng chứ? Mày cũng ba tao quan trọng ngân hàng này lắm rồi. Có thể đi ngân hàng. Trời sẽ giúp mình mà. Tao nghĩ nhất định sẽ có cách để giữ ngân hàng lại. Nên tao tổng cộng lấy đi 1.335 đồng. Vậy bây giờ ngân hàng của mình còn lại bao nhiêu tiền nữa? Khoảng chừng 200 ngàn. Có thể đỡ một tuần. Anh Bằng, anh Bằng à, vừa rồi em đi ngang ngân hàng, thấy được có một số người ngủ tại ngoài cửa ngân hàng, khoảng chừng mấy chục người đó. Ông, chúng ta có cần phải hạn chế mức đà lấy tiền để tranh thủ thời gian không? Không được. Chúng ta làm như vậy, tức là nói cho người ta biết, ngân hàng của chúng không được ổn định. Làm gì đó, đem tiền của ta cho người ta mượn. Tôi cho người ta dây tiền, cũng là muốn ngân hàng kiếm lời thôi. Mày còn nói nữa hả? Nếu không phải mày đem số tiền cho người ta dây, đâu nói với bây giờ? Chú Cường! Nên như vậy, các chú cá nhân cũng dùng thôi. Muốn được yên tĩnh, cứ chú ra ngoài đi. Anh Cường, cái chú chịu gì à? Thank you.
hình như con ốm này đâu con. Có phải ngủ không được không? Có phải chị do bên đó ăn không được ngon chứ gì? Không phải vậy. Ở không được vui. Ngồi xuống đi con. Cần bao nhiêu? 300 ngàn. Con nói cái gì? Còn số tiền lớn như vậy làm gì? Cửa hàng diễn mà hỗn loạn, không có tiền cho chơi chuyện. Con muốn giúp họ. Kỳ à, không phải má không chịu giúp con. 8 ngàn, 10 ngàn thì có cho con. Nhưng con cần số tiền lớn như vậy làm sao đưa cho chồng tôi trong lúc bất ngờ được chứ má? Con biết má sẽ có cách mà. Cái cách thì không phải không có, nhưng má sợ không đủ thời gian. Thì chính là thời gian không đủ nên phải cần gấp. Nếu thấy cần thì đem cái tiệm sang cho người ta. Con nói thì dễ lắm, con tưởng muốn sang lập tức thì sang được sao? Cai quản tiệm của mình không? Con đừng có nói bậy nữa. Má làm gì đem cái tiệm của bà con cho người ta cai quản chứ? Nếu không phải vậy, má đem bằng chứng để cho con. Cửa 2-3 bữa rồi mới nghĩ cách sau. Con không thể làm như vậy. Nhưng mà bây giờ ngân hàng không có tiền ứng phó mà. Ngân hàng này là tâm huyết của tôi, không có nào để mất. Nhưng mà được rồi này. Là ông kiếm người mua giùm tôi. Mất 2 căn tiệm cầm đồ đi. Trong thời gian ngắn ngủi khó mà kiếm được người mua nữa. Hơn nữa dù cho có người mua sẽ bị ép giá, cũng không làm nên gì. Ông Lê, nhưng không xong. Găm luôn cái nhà lớn của tôi. Chuyện này tôi nhờ ông. Dạ đi.
Minh à. Anh Tê. Ngồi đi. Dạ. Có tránh làm gì không? Không sao, đã đọc báo mà. À, đúng rồi. Anh có biết sự lộn xộn của ngân hàng Dĩnh Quốc không vậy? Anh biết rồi. Báo cũng đăng ra hết, cho lại cũng biết chứ. Đã rồi, hồi nãy em đi ngang chỗ đó thấy người đông như kiến cò vậy thôi. Qua mấy bữa sẽ nhà cửa đều hiu rồi. Sao? Đơn giản thôi. Không có tiền cho người ta, đành phải đóng cửa thôi. Sao lần này Tăng Trưởng Bành sơ ý quá hả? Em lầm rồi. Không phải hắn sơ ý đâu. Lần đầu tư này cao một chút thôi. Đúng rồi mình. Em tới mình cũng gì không? Anh không nhắc tới em xem chút cũng quên. Em tới đây muốn hỏi anh mượn chút tiền. Khờ quá. Vậy anh dạy em có gì dạy mượn nữa. Muốn đem nhiều. 300 ngàn. Số tiền lớn vậy để làm gì chứ? Không có gì. Nhiều có người bạn trên phương diện làm ăn, thầy mượn chu chuyển thôi mà. 300 ngàn tiền mặt lớn vậy, trong một thời gian ngắn anh khó mà rút ra được. Đi thôi, đi đi. Mà nè, số tiền này em không thể đem đi giúp nhà Tân chứ? Không phải, đâu có phải. Em đâu phải giúp hắn. Tốt nhất là như vậy. Khi mình giúp người ta, phải coi có đủ khả năng. Mình à, con kỳ giờ này sao rồi? Nó có về thăm em không? Có, hôm nay có về thăm em. Ghi tình hình trước mắt, tôi quyết định cầm đi căn nhà này. Bằng, anh vào đó chơi chứ? Ôi, bằng, ông tội gì phải làm như vậy? Không nói nữa hả? Tại công tài mà gây nên chuyện. Mày có mày mày nói hoài cơ nghiệp của nhà ta không? Từ vào nhà tới này, ta không ngày nào được yên ổn hết. Cái thằng mắc kịch này, ta chịu hết nổi mày đâu. Chúng ta không biết sai. Chúng ta đang sát lưng nhau. Quê về, đi đi nghỉ đi. Bằng à, anh phải suy nghĩ cho kỹ. Anh đừng bao giờ cầm căn nhà này. Cầm đi căn nhà này. Làm sao nó mới đâu dạy đây? Chuyện gì đó? Muốn kiếm ông Lương. Vậy mau vô nhà. Vâng. Chờ lát nha. Quê. À, cậu Quê. Mời cậu ngồi. À, dạ được. Thay chị Huyền. Thì ra anh hả? Mấy bữa nay ngân hàng làm ăn rất khách chứ. Người đem cho kiến cò vậy. Tôi có người dùng thỏa mà.
Dì Huy, chúng tôi có chuyện cần hả? Dạ được. Xin chào nha. Dạ. Nghe được. Dạ được. Cậu quê giúp việc cho ông Bình sao? Phải thì phải. Nhưng mà ngân hàng là bạn không khá gì mấy. Nói có một số người bỏ tiền vô đó lấy lại không được. Tại sao vậy? Tại họ lấy tiền người ta xài hết rồi. Dạ, vậy thì tôi nghĩ đó. Tiền mồ hôi nước của người ta đó mà. Gửi vô đó rồi lại xài hết của người ta. Thiệt là kỳ. Làm ăn cho được đi. Dạ được. Ông Lương à, có phải tôi làm việc thiếu suy nghĩ không? Chuyện xảy ra lần này thì tôi đã đoán trước rồi. Diễn qua là ngân hàng đầu tiên tại Hồng Kông, dành đến nhiều khách của các tiền trang. Nhất là tuyệt đi con đường làm giàu của Đỗ Từ. Đây làm sao các không làm chứ? Thì ra làm ngân hàng là chuyện xấu muộn. Vấn đề là phương pháp kinh doanh ra sao thôi. Hiện nay Hồng Kông không khác gì giấy Thượng Hải, lấy tiền tiền dễ nhất. Nếu như tôi còn có sức như cậu, tôi nhất định sẽ là một sự. Cho nên một lần thất bại không thể cho rằng cậu vĩnh viễn thất bại. Chí Quyền, chiến mạnh của trọng của cậu là cơ hội tốt của cậu. Cậu phải cố gắng năm nay. Nếu lần này ngân hàng có thể tránh khỏi rắc rối, người khác sẽ đánh giá cậu bằng cách khác đó. Ông Lương, biết được một ly. Ông chủ, ông mới tới tiền hả? Xin quý danh. Tôi là dùng họ tên gì để gửi tiền đó? Diệp Kỳ. Châu Kỳ,
Bác không biết cảm ơn cháu bằng cách nào. Chuyện gì phải cảm ơn cháu? Cháu không cần cháu bác nữa. Bác biết cháu gửi rất nhiều tiền cho ngân hàng của bác. Làm như vậy chẳng những là có thể dư lại ngân hàng của bác, và có thể dư lại căn nhà này nữa. Vậy bác tạ ơn cháu bằng cách nào đây? Bác ta không tạ ơn cháu bằng cách nào. Đã cho đi ăn cơm đi. Chỉ có cái chấm đi thôi nha. Được. Thi Mẫn. Chưa đi ngủ hả? Chưa. Mày đi ăn cơm với ba tao hả? Đúng vậy. Vui không? Cũng hơi vui. Kỳ, cảm ơn mày nè. Cảm ơn mày đã giúp nhập tăng cho chúng ta trải qua cuộc khó khăn này. Chuyện này tao nên làm vậy mà. Bây giờ vẫn là vậy. Ta hy vọng tương lai cũng là như vậy. Tự nhiên rồi mày, chúng ta vẫn diễn là bản thân mà. Chẳng lẽ mày hoài nghi ta? Thôi. Thí dụ lúc trước mày chưa tới đây ở, ba tao mỗi tuần đều dẫn tao đi cúng bái má tao một lần. Nhưng bây giờ ông đã không đi nữa. Ngày mày dẫn tao ở đây, ba con chúng ta ít khi gặp mặt lắm. Về làm ăn đó mà, cho nên không có thời gian đi với mày. Vậy sao không có thời gian đi ăn cơm với mày chứ? Mà giúp nhà chúng ta không phải với mục đích gì khác. Ý kiến của Mẫn là, ý của ta tức là Mẫn không thể nào thay thế địa vị của Mẫn. Nên ngoài đó là sao? Bắt đầu chuyện tốt. Một số khách hàng đang rút tiền họ lấy ra, lấy vô lại. Ông Bình, tôi có một đề nghị. Ông nghĩ chúng ta bên Cửu Long mở thêm một chi nhánh có được không ạ? Gì quên? Sao trong lúc này mở ra thêm chi nhánh? Có thể tăng cường lòng tin của quần chúng với ngân hàng. Thứ hai, có thể phát triển nghiệp vụ. Một trong hai việc. Lỡ một lần nữa, thế làm sao? Tôi mua một lần rồi. Còn cách đó là thứ hai.
Di quê, càng ngày tôi càng cảm thấy chúng tôi lúc trẻ. Nói ra được thì làm được. Nhưng mà thêm chị nhắn để tôi suy nghĩ kỹ đã. Tứ gia. Chuyện gì vậy? Tìm của bà Nghiệp đã sang lại cho người chủ khác rồi. Mày nói gì? Mày nói thêm một lần nữa. Chị Hai Kim dường như đem cái tìm sang cho người khác. Ra là anh. Sao lại như vậy? Em đã bán căn nhà rồi. Sao em phải bán đi căn nhà này chứ? Lại cho tôi kỳ vậy? Tôi biết tôi đem số tiền đó đi giúp ai không? Lại giúp chứng bệnh đó. Em mặc kệ nó giúp ai cũng được. Em chỉ hy vọng con Kỳ được vui vậy hả? Được rồi. Về nhà thì đã đi rồi. Cả tiệm cũng sang luôn. Em giúp con rồi chứ gì? Còn nữa. Tại sao em nhường cái tiệm không nói với anh một tiếng? Cái đó là sự nghiệp của Diệp Đạt. Em muốn sử dụng bằng cách nào? Bắt mở đây nè. Đấy rồi. Cái tiệm đó là nhà của Diệp Đạt. Em muốn xài sao cũng được. Nhưng cũng là nghĩ tốt cho em thôi. Nhưng cái tiệm đó đã kiếm được tiền em có biết không? Em thì không hiểu nổi. Anh là gì tài sản của Diệp Đạt? Hay là gì em vậy hả? Em nói gì vậy? Em cho anh là người gì? Lúc xưa em hai bàn tay trắng. Anh vẫn đối xử với em vậy thôi. Thôi được. Chuyện qua rồi đừng nhắc tới nữa. Chỗ này em có tính toán gì không? Em không có nghĩ gì cho mình hết. Lại như vậy đi. Nếu em không chạy bời, em vô tới nhà nữa đi.
Tới về rồi à? Chú Năm. Thế kia. Qua đây. Chú Kiệt này. Năm à. Thế kia. Bắt đầu ngày hôm nay, mình là sợ chung với chúng ta. Chị Hà, không nghe gì. Cảm ơn. Chị Phương. Dạ, chuyện gì không? Dẫn bà lên lầu nghỉ ngơi đi. Dạ, mời cô Hà. Xin chào. Bà này. Mày nói cái gì? Mày đổi cách cho cô lại đi. Đổi sân hơi gì chứ, lấy cái bạn má sao? Thế kìa. Nếu là ba của cháu thích cô, cháu thì chịu ý lên đi. Bà, cái bà mẹ này nha. Bà có biết con gái của bà từng giúp tao tiền bằng không? Con gái riêng của bà liên quan gì tới bà? Nè, tao cảnh cáo mày, sau này đừng có ăn nói như vậy nữa. Đôi khi làm người phải xuôi theo chiều gió mới được. Nếu như không, chỉ là tự mang khổ vào thân thôi. Đi đâu nữa? Tối nay tao muốn đi chơi. Đi chơi? Đàn bà con gái đi chơi cái gì chứ? Có thể đi tới đường Tây rượu chè để ý điếm. Tại sao tao không được chứ? Cấm miệng! Bây giờ tôi cảnh cáo bà đi. Tốt nhất là bà tự lo cái thân mình đi. Trên trời rớt xuống hay sao? Tại sao có phải làm vậy? Má chỉ mong con được vui vẻ thôi. Hiện bây giờ má ở đâu chứ? Hay là dọn qua nhà họ Tăng ở chung chung một nhà với con? Kìa, bây giờ má không muốn giấu cái gì với con nữa. Má nói thiệt chứ con, má đã dọn vô nhà đổi nằm ở rồi. Kỳ, nhiều chuyện không ai giải được. Nè, nếu như má hỏi con tại sao con phải dọn vô Tăng gia ở, vậy con giải thích sao với má đây? Kỳ, không phải má cố ý muốn làm cho con buồn. Má, má đừng nói nữa.
Con muốn biết là má ở với Đỗ Gia có được vui hay không? Cần má được vui, con cũng vui thôi. Cây. Sao vậy? Em đâu có uống say. Em đâu có say. Em nói cho anh biết nha, hồi em còn nhỏ tuổi lì lắm đó. Em hay phát lắm. Nhưng mà ba của em cưng chiều em lắm nè. Tôi kể chuyện hồi nhỏ của em cho anh nghe nha. Anh có nghe không? Bác đang nghe rồi. Em đã tới đâu rồi hả? Cho nó bà cháu ra trường chơi. Ba của em đã chết rồi. Má của em là đi theo Đỗ Tứ. Không có ai lo cho em nữa đâu. Cháu còn thi mẫn và giữ quê mà. Còn anh, anh cũng không cần em chút nào hết.终须有一天，有一次苦恼泪喊，或会怀疑热望，竟变现实笑话。人终须有一天，有一次真正静默，或会怀疑身边
你说别离话，请。